Rồi, xin chào cả nhà. Thì hiện tại thì bên mình có nhập về một số lượng lớn USB Bluetooth HCX001. Đó, rất là nhiều. Thì hè mình nhập về mà trước khi mình đến tay của khách hàng á thì mình kiểm tra rất là kỹ. Để khi một ví dụ mà bị lỗi á thì mình phải đổi lại bên hãng liền. Đó. Và bây giờ mình sẽ thao tác cái quy trình mà kiểm tra hàng bên mình cho các bạn xem. Đó thì USB đây, USB Bluetooth HCX001. Đó thì hiện tại ở thị trường á thì rất là đang chuộng cái USB này. Tại vì nó âm thanh cái đầu ra nó cực kỳ tốt luôn, nó Bluetooth nhưng mà cái chất lượng âm thanh nó giống như là mình xài dây vậy đó. Âm thanh nó không bị giảm chất lượng. Thì bây giờ lấy USB ra mình sẽ cắm vô chỗ cái cổng USB của cái loa. Đó. Đó, nháy đèn. Đó. Đó, bạn nghe tiếng không? À, cái âm thanh đó là nó USB đã được khởi động. Đó, bây giờ mình sẽ kết nối điện thoại với USB. Đó, bạn mở Bluetooth lên. Đó, tên nó là BT Đông Ly nha các bạn. BT Đông Ly, bấm vô. Nó đang chuẩn bị kết nối. Đó, tiếng tiếng toàn đó là điện thoại được kết nối với USB. Bây giờ mình sẽ mở một bài nhạc thử xem. Mở thử bài ưa thích của mình coi. Bài ở đây. Bài nhạc ưa thích. Thì hiện tại tại trong phòng mình bắt không cái loa, mình chỉnh cái loa nó không có lớn, lớn điếc lỗ tai lắm, nhưng mà thực ra cái chất lượng âm thanh nó còn rất là lớn nữa nha cả nhà. Cái này thì khoảng cách là khoảng 10 mét. Đâu rồi? Bluetooth 4.0 8 đến 10 mét nha cả nhà. Khoảng cách USB khoảng 10 mét. Thì xong thì test xong cái USB thì mình sẽ bấm lại, đóng gói lại. Mình giao cho khách thôi. Thì nói chung là USB này rất là ổn trong tầm giá. Đó, bấm lại chắc chắn. Tại trong quá trình vận chuyển á, mình sợ nó bị bung ra, nó bung ra nó bị rơi rớt rồi USB hoặc là cọng dây rồi nè. Đó, mình phải bấm lại. Mình phải bấm cái ghim này lại. Đó, chắc chắn. Rồi về cái mà bị hư á thì cái USB này của nó là cái tình trạng nó bị hư nó là cực kỳ ít. Sáng giờ test khoảng gần 50 cái nhưng mà chỉ phát hiện ra một cái bị hư thôi. Để mình chia sẻ cho các bạn một cái bị hư này, một cái này bị lỗi nè. Đó, mình phải đem mình đổi lại hãng, đem lấy cái mới về, hôm nay mình lỗ tiền sao đúng không? Đó, bạn xem tình trạng hư nó là cách phân biệt nó nha. Cắm vô. Đó. Bạn thấy gì không? Không có đèn. Không có đèn xanh. Đó, nãy là USB mà hoạt động bình thường là phải có đèn xanh. Mình phải đem đổi lại hãng. Nói chung thì test rất là mất công. Nhưng mà thứ nhất là để bảo đảm quyền lợi của khách hàng của mình á thì mình phải test kỹ. Khi mà đến tay người tiêu dùng á, khách hàng á thì nói chung chất lượng phải nó là 99,9% chứ không có lơm cơm được. Thì khi mà các bạn xài mà cái này là mình một đổi một luôn nha cả nhà. Mình một đổi một luôn, bảo hành một đổi một trong vòng 1 tháng luôn. Hư là đổi thôi. Thì nhưng mà là khi mà cái tem là của hãng nè. Các bạn phải giữ nguyên vẹn nha. Nguyên vẹn nè, không có bị rách nha, rách là mình không có đổi cho các bạn đâu.
Đó. Thì bạn nào có nhu cầu sử dụng á, bạn mua á, thì địa chỉ của mình để phía bên dưới phần mô tả. Rồi số điện thoại mình để luôn, Zalo mình để luôn. Thì các bạn tới mua cũng được hoặc là đặt hàng luôn cũng được. Rồi mình vẫn ship COD trên toàn quốc nha cả nhà. Là nhà COD là nhận hàng rồi mới giao tiền á. Mình giao bên bưu điện, người ta sẽ giao cho các bạn. Rồi cảm ơn cả nhà theo dõi video.